Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Hiệp thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Thì hôm nay chủ có gửi em bán một thửa đất nha. Thì cái thửa đất của mình nó có tổng cái diện tích đó là được 11.000 m2. Thì trên cái phần 11.000 m2 đó là đất mình ở đây á, là mục đích sử dụng là ONT nha. Là full thổ cư luôn, tức là 11 công thổ nha cô chú anh chị. Thì cái mặt tiền của thửa đất mình là tiếp giáp theo con lộ đá xanh. Thì hiện tại lộ đá xanh này bị ngang là khoảng 8 mét nha. Thì xe tải mình đi được luôn. Thì thực tế là có xe tải vô tới đây rồi nha. Ở đây là điện nước đầy đủ luôn. Nhà dân ở đây thì rất là đông. Thì hiện tại con đường này nhà nước mình đã làm nhựa được một khúc rồi nha. Thì từ cái vị trí này mình về tới trung tâm thị xã Kiến Tường thì tầm khoảng là 7 km nha cô chú anh chị. Còn như mình về thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng là 65 cây. Thì ở đây có 2 tiếng đi. Thì một cái tiếng á, đi thứ nhất đó là mình đi quốc lộ số 2, cái tiếng ngược lại thì mình đi đường tỉnh lộ 10 từ Đức Hòa qua nha. Thì cũng khá là gần luôn. Thì cái lô đất của mình đó là có cái ranh, ranh từ vị trí này nè cô chú anh chị. Đi thẳng qua bên kia luôn thì mặt tiền được 54 m và cái hậu vô là được 125 m. Thì nó sẽ bung ra, nó nở hậu ra là được 120 m nha. Thì lô đất mình nó có hai mặt tiền lộ thì và cái mặt tiền còn lại là mặt tiền kinh nha. Phía sau là cái kinh rất là lớn, kinh phía sau thì xà lan khoảng 100 tấn là mình đi view luôn. Ở đây thì đối diện lô đất mình thì ở đây dân đang xả lúa nha, cũng xung quanh cũng có lên vườn rất là nhiều đó, như có ruộng dưa. Thì hiện tại ở đây chủ đang ngâm ngâm lũ nha. Ở đây lô đất này chỉ xả được 1 năm này chỉ có 2 vụ thôi đó. Thì đây là cái lô đất thực tế của mình. Thì trên cái thửa đất của mình nó có thêm một cái gò thì tầm khoảng là 1.000 m2. Thì đất mình ở đây là full thổ cư nha, 11 công thổ luôn. Lô này thì thích hợp với cô chú anh chị mình về đây mình muốn làm cái khu dân cư, làm khu tái định cư, mình phân lô mình bán nền thì cũng khá là thích hợp luôn. Thì đất này là full thổ mà, thì đất mình thuộc về của thị xã nha. Đó, thì giá chủ bán cái lô này cũng khá cao, giá là 11 tỷ nha. Thì giá đó thì mình cứ gặp chủ mình thương lượng nha, xem họ bớt mình được bao nhiêu nha cô chú anh chị. Thì 11 tỷ thì cứ gặp chủ đi, mình xem đất đi. Thì đường xá ở đây thì cô chú anh chị mình về đây thì mình đi xe hơi, mình về tới đây mình xuống xe là mình xem đất luôn. Thì mọi chi tiết thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0949 394 622. Em sẽ gửi sổ sách cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Thì sau khi em kết thúc clip em sẽ để một cái vệ tinh lên cho cô chú anh chị mình tham khảo thêm. Thì đất mình ở đây là có sổ hồng pháp lý rõ ràng hết rồi nha.